Xin chào các bạn, mình là Du, lập trình viên. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một bài toán có tựa đề như sau. Chuyển đổi một cái mảng được sắp xếp thành một cái cây nhị phân tìm kiếm. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết đề bài. Đề bài cho chúng ta một cái mảng mà ở đó tất cả các phần tử trong mảng đều được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Chúng ta có nhiệm vụ là phải chuyển cái mảng đó trở thành một cái cây nhị phân tìm kiếm cân bằng. Để giải quyết vấn đề này thì chúng ta có một cái định nghĩa là một cây nhị phân tìm kiếm cân bằng là một cái cây nhị phân mà có độ sâu của hai cái cây con bất kỳ ở tất cả các cái nốt có tức là cái độ độ cao của cái nốt của cái cây con bên trái và cây con bên phải của tất cả các nốt thì nó có độ cao không quá có độ cao khác nhau không quá một. Thì chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ minh họa. Thì trước khi đi vào ví dụ minh họa thì mình sẽ nhắc một chút về cái cây nhị phân tìm kiếm cho các bạn nào chưa nắm được. Thì cây nhị phân tìm kiếm ở mỗi cái nốt nó sẽ có một cái cấu trúc dữ liệu gồm có 3 thành phần như sau. Thành phần thứ nhất là cái value, tức là cái giá trị của cái nốt tại vị trí hiện tại. Thành phần thứ hai là cái con trỏ trái, thì con trỏ trái này sẽ trỏ đến cái nốt bên trái của cái cây của cái nốt hiện tại. Và thành phần thứ ba là con trỏ phải sẽ trỏ đến cái nốt bên phải của cái nốt hiện tại. Và đối với cây nhị phân tìm kiếm thì chúng ta có thêm một cái quy tắc là cái con trỏ trái này sẽ trỏ đến một cái nốt bên trái, và cái nốt bên trái đó phải mang giá trị nhỏ hơn cái nốt value của cái nốt hiện tại, và cái nốt bên phải thì phải mang cái value lớn hơn cái value của nốt hiện tại. Rồi, thì chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ 1. Thì trong ví dụ 1, người ta cho chúng ta một cái mảng đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Thì đây là một cái mảng có 5 phần tử được gồm các phần tử như sau: trừ 10, trừ 3, 0, 5 và 9. Thì đối với cái mảng này, chúng ta sẽ chuyển nó thành một cái cây nhị phân tìm kiếm và cân bằng. Thì các bạn thấy nè, người ta chuyển thành nút gốc sẽ là nút số 0. Sau đó nút con bên trái là nút trừ 3 và nút con bên phải là nút số 9. Thì các bạn thấy là nó thỏa yêu cầu của một cây nhị phân tìm kiếm không? Trừ 3 thì là nút con bên trái của nút số 0 nên có giá trị nhỏ hơn 0, và nút số 9 là nút ở bên phải nên có giá trị lớn hơn nút số 0. Nếu chúng ta tham chiếu cái giá trị nốt số 0 này vào trong cái cấu trúc ở đây, chúng ta thấy thì cái nốt số 0 này nó có giá trị value sẽ là 0. Cái con trỏ trái của nó sẽ trỏ đến cái nốt số trừ 3, và cái con trỏ phải của nó sẽ trỏ đến cái nốt nốt số 9. Rồi, thì tương tự chúng ta có thêm con của nốt số trừ 3, thì cái nốt số trừ 3 có con bên trái là nốt số trừ 10, và nốt số 9 này có con bên trái là nốt số 5. Thì hai giá trị này đều đều nhỏ hơn nốt cha nên nó nằm bên trái và không có nốt phải. Rồi, như vậy là chúng ta đã xem cái điều kiện đây là một cái cây nhị phân tìm kiếm rồi. Thì chúng ta xem tiếp một cái điều kiện nữa là cây nhị phân tìm kiếm này có cân bằng hay không. Thì chúng ta thấy là đây là một cây nhị phân tìm kiếm cân bằng, bởi vì giả sử như chúng ta lấy cái nốt nốt gốc này chúng ta xem thì là không có bất cứ một cái chiều cao của cái nốt bên cái cây bên trái cây con bên trái của cái nốt gốc nó sẽ là chiều cao là 1, 2, chiều cao của cây con bên phải là 1, 2. Như vậy là chiều cao của hai hai nhánh trái và phải là khác nhau là 0. Đó, nên suy ra đây là một cây nhị phân cân bằng. Còn trường hợp mà nếu như tồn tại bất kỳ một cái nốt nào mà có cây con ở bên trái có chiều cao và khác với cái chiều cao của cái cây con ở bên phải lớn hơn cái sự khác biệt đó lớn hơn 1, thì chúng ta thấy là đây không phải là một cây nhị phân cân bằng. Rồi, thì như vậy là chúng ta đã đi qua cái chi tiết đề bài cùng với một số định nghĩa và một ví dụ minh họa. Thì mình nghĩ là các bạn cũng đã nắm được cái yêu cầu của đề bài ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến qua cái phần là suy nghĩ thuật giải để giải quyết yêu cầu của cái bài toán này. Thì đối với bài toán này mình nghĩ là mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái thuật giải. Thì thuật giải của chúng ta cũng là một cái thuật giải tham lam thôi.
chúng ta cũng sẽ duyệt qua tất cả các cái phần tử ở trong cái mảng của cái mảng các số nguyên ban đầu, và mình cũng sẽ cài đặt nó bằng cái kỹ thuật đại quy. Tuy nhiên cái chiến lược để mà mình duyệt qua tất cả các cái phần tử là như sau. Mình sẽ luôn luôn duyệt cái phần tử đứng ở giữa đầu tiên. Mình sẽ luôn luôn duyệt cái phần tử đứng ở giữa đầu tiên. Ví dụ như lúc khởi đầu thì chúng ta sẽ khởi tạo một cái nốt ở ngay cái vị trí ở giữa là nốt số 0. Thì do là khởi đầu nên chúng ta sẽ khởi đầu bằng chúng ta sẽ khởi tạo một cái nốt mới là cái nốt gốc. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu khởi tạo nốt trái của nốt gốc này, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái phần tử ở giữa của cái nhánh ở bên phải, tính từ cái phần tử đầu tiên đến cái phần tử ở giữa chúng ta mới vừa khởi tạo nốt xong, thì chúng ta sẽ tính ở đây thì đó sẽ là trừ 3. Nó sẽ là cái số trừ 3. Còn cái nốt bên phải của cái nốt gốc thì chúng ta sẽ tính bằng bắt đầu từ phần tử số 5 đến phần tử số 9. Đó. Thì cái nốt ở giữa của nó thì do có hai nốt thôi nên nốt ở giữa của nó mình lấy 2 mình chia cho 2 thì nó sẽ là nốt số 1, thì nó sẽ là nốt số 9 này. Đó. Thì sau khi chúng ta có cái nốt trái và nốt phải cho cái nốt gốc rồi thì chúng ta lại tiếp tục lấy cái nốt ở giữa này. Ở giữa rồi chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng ta lặp đi lặp lại cái bước này cho đến khi nào mà chúng ta có cái kích thước của cái mảng ban đầu mà chúng ta đưa vào á, cho như thế nào mà cái mảng nó empty, chính là không còn phần tử nào trong cái mảng nữa. Chúng ta cứ thu gọn, cứ mỗi lần lập chúng ta chia cái mảng ra thành hai phần, chúng ta chia cái mảng ra thành hai phần, chúng ta lấy phần tử ở giữa, rồi như vậy chúng ta lại tiếp tục thu nhỏ cái mảng đó thành hai phần, chúng lấy phần tử ở giữa. Thì đó là chiến lược mà chúng ta sẽ làm. Thì mình sẽ tiến hành cài đặt cái thuật giải này bằng ngôn ngữ lập trình Golang và cài đặt theo kỹ thuật đại quy. Rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu ha. Thì đầu tiên mình sẽ khi chúng ta cài đặt một cái phương thức bất kỳ mà với thuật giải với kỹ thuật đại quy thì chúng ta luôn luôn nghĩ đến cái điều kiện dừng đầu tiên ha. Thì đối với bài toán này điều kiện dừng chúng ta thấy là khi mà chiều dài của cái mảng num này mà nó bằng 0. Tức là cái mảng này chúng ta chia tới không còn phần tử nào nữa để chia ha. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ trả về nin thôi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái phần là chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ tính cái vị trí ở giữa trước ha. Thì mình gọi nó là cái middle. Thì middle nó sẽ bằng chiều dài của cái mảng num này và mình chia cho 2. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu gọi để quy. Thì mình viết gọn một chút là mình vừa gọi để quy mà mình vừa khởi tạo một cái nốt mới luôn. Thì mình khởi tạo một cái nốt mới là tree node nè. Rồi, thì trong cái khởi tạo tree node này mình phải khởi tạo 3 thành phần đúng không? Thì thành phần đầu tiên của chúng ta là value. Thì value chúng ta sẽ là bằng chính là cái giá trị của vị trí thứ middle đúng không? Giá trị của mảng num tại vị trí thứ middle. Giả sử như mới đầu vào thì giá trị nó là số 0 đây. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ khởi tạo cho cái nốt trái. Thì nốt trái sẽ bằng cái gì? Là bằng chúng ta gọi để quy cho cái hàm sort array này to PST. Chúng ta sẽ truyền vào cho nó. Thì cái mảng bây giờ chúng ta sẽ thu gọn về phía bên trái của cái middle thôi. Cái mảng bây giờ chúng ta chia làm hai. Thì cái con chỏ left nó sẽ lấy cái middle của cái mảng ở bên trái. Thì chúng ta cắt cái mảng này ra từ phần tử đầu tiên cho đến cái phần tử middle. Đó. Rồi, còn cái con chỏ phải của chúng ta thì chúng ta sẽ gán cho nó bằng cái nốt lúc mà chúng ta gọi để quy của num tại cái vị trí. Tức là mình cắt bên này, cái này là cái mảng ở phía bên trái của middle. Thì bây giờ mình cắt cái mảng ở phía bên phải của middle thôi. Thì chúng ta là middle cộng 1. Rồi, chúng ta cắt về phía bên phải của nó. Rồi, thì như vậy là xong rồi đó. Tức là chúng ta đã cài đặt xong cái thuật giải này bằng kỹ thuật đại quy. Thì chúng ta thử chạy thử với cái ví dụ 1 ha. Ở ví dụ 1 này chúng ta có một cái lỗi. Chúng ta chưa có dấu phẩy. Các bạn nhớ là chúng ta phải có hết dấu phẩy ở đây. Rồi, như vậy là chúng ta đã giải thành công cái ví dụ 1. Kết quả trả về giống với kết quả yêu cầu của đề bài.
Chúng ta thử submit để giải các cái ví dụ khác. Rồi, như vậy là chúng ta đã giải thành công tất cả các ví dụ khác của đề bài. Thì đối với bài toán này chúng ta thấy là chúng ta gọi n là số phần tử của cái mảng num ban đầu. Thì chúng ta thấy là thật sự chúng ta gọi để quy ở đây. Tuy nhiên thì cuối cùng thì chúng ta cũng phải duyệt qua tất cả các cái phần tử của cái mảng num ban đầu, đúng không? Tại vì ở mỗi phần tử chúng ta sẽ phải tạo một cái nốt cho nó. Nên chúng ta thấy là độ phức tạp của cái bài toán này cũng là ON. Còn độ phức tạp của cái không gian lưu trữ thì chúng ta thấy là chúng ta không sử dụng thêm bất cứ một cái cấu trúc dữ liệu phức tạp nào để lưu trữ cái bài toán này. Nên chúng ta có thể xem độ phức tạp của không gian lưu trữ của bài toán này là một hằng số U1. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, subscribe và chia sẻ kênh. Nếu các bạn có thắc mắc, đóng góp ý kiến hay là có cách giải hay hơn thì vui lòng ghi lại ở phần bình luận ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.